Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa được vì anh là người. Anh xin đừng để gối ghế yêu thương cất ở nơi mà không có ai biết. Đời ở nơi đó chỉ có